Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau thực hành phân tích con VND của bạn nhé. Đối với con VND này thì vốn hóa thị trường là 22.000 tỷ, sở hữu hữu hạn là 1 tỷ 500 triệu cổ phiếu. Thì mình đánh giá đây là một con mid cap bạn nhé. Đây là một đều có mid cap. Về phân tích theo dòng tiền RG, nó là dẫn tích quỹ. Còn về cơ cấu cổ đông con này, ban lãnh đạo là 2,2%, tổ chức 26% và nước ngoài 12%. Mình đánh giá là cái cầu cổ đông con này hơi loãng, khó mà làm giá hơn, đấy là khó làm giá hơn thôi. Về tài chính hiện tại đang lỗ, mình không xem được. Và kỹ thuật này, đối với con VND hiện tại là nó đã có hai nền giá này, này nền giá số 1 đây nhá, nền giá số 2. Thực ra nó có nền giá số 3 rồi, nhưng mà đến lúc có nền giá số 3 thì giá cổ phiếu nó lại chọc xuống đây, chọc xuống rồi. Hiện tại thì giá cổ phiếu chọc xuống chạm vào một vùng hỗ trợ là biên trên cái giá số 1. Đây nó là biên trên cái giá số 1 đây. Đấy, chạm hỗ trợ biên trên cái giá số 1. Thì nói chung là giờ thì phải xem là nó có giá cổ phiếu có thể giảm về đến đâu đã, xem chu kỳ trước. Chẳng hạn như đợt này là khoảng 0,786. Ừ. Ok, xem chu kỳ trước xem nào. Cái chu kỳ này thì nó lại không lên, nó lên xong cắm xuống tận một luôn, gần một luôn rồi. Đây có nhận 86 nhá. Để chụp cái này xem nào. Đây. Hiện tại nó mới đến 0.5 mà. Từ đây căn trừ trừ bớt phần râu ria đi cho nó chuẩn đây. Nó mới đến 0.5. Thì chờ nó đến khoảng 0.86 này. Và 0.618 mà 0.786 này. Là đẹp. Đấy. Nghe 0.618 thì hoàn toàn có thể vào khoảng 20%, 30%. Đến 0.86 thì hoàn toàn có thể vào thêm. Đấy. Như vậy hôm nay bạn cùng nhau thực hành phân tích con VND. Nếu hôm nay trường like xin kính nha. Thôi tạm biệt các bạn. Bye bye.